Lại thêm một câu chuyện chứng minh nhờ vả dân mạng Photoshop là một tối kiến bởi dân tình giúp cổ chủ xóa bớt chi tiết thừa thì ít mà tham gia chế ảnh ngày một nhiều. Valentine sắp đến, chủ đề và hình ảnh về các couple yêu nhau được hâm nóng hơn bao giờ hết. Với các FA, chẳng gì đáng sợ bằng tự mình chứng kiến cảnh yêu đương ngọt ngào của người khác trong lúc bản thân mình lại cô đơn lẻ bóng. Có lẽ vì thế mà mới đây một bức ảnh đã lộ tả đầy đủ trọn vẹn cảm xúc của một FA khi nhìn thấy người ta có đôi có cặp được đăng tải lên MXZ đã nhận được hơn 70k like cùng rất nhiều bình luận trong thời gian ngắn. Trước khi xuất hiện khắp các diễn đàn mạng, bức ảnh được tài khoản Trung Trần đăng tải đầu tiên với lời nhờ vả xóa hộ anh chàng đi ngang khung hình với đôi mắt liếc sắc lẹt. Bạn là ai trong bức ảnh này? Trần Trung gốc thư giãn, chưa rõ mối quan hệ của các nhân vật trong bức ảnh này. Có thể họ quen biết nhau và đây chỉ là một khoảnh khắc diễn sâu của hai đôi trẻ. Cũng có thể anh chàng có đôi mắt liếc kia chỉ là người thuộc team qua đường chẳng hề có ý ghen với hạnh phúc của người khác. Song dù có thế nào, khoảnh khắc này cũng mang lại một tràng cười cho số đông khi họ nhìn thấy đâu đó cảm xúc cũng như hình ảnh của chính mình khi con FA mà Valentine đã vội đến. Nhờ vả dân mạng Photoshop hẳn là một ý kiến chưa được sáng suốt rồi, bởi dân tình giúp cổ chủ xóa bớt chi tiết thừa thì ít mà tham gia chế ảnh ngày một nhiều. Hàng loạt các tác phẩm chế biến tấu tự tấm ảnh gốc khiến người xem ôm bụng cười. Đúng là chẳng ai lầy bằng dân mạng, thanh niên có đôi mắt liếc sắc lẹm đang nổi tiếng toàn MXZ vì biểu cảm siêu gắt của mình. Ừ thì xóa, đây là những gì FA mong muốn nhìn thấy. Lâu lâu cũng gặp người có tâm quá nè, ôi thôi chết rồi, quả này khó đỡ quá.